xin lắm thì chưa đâu có bọn nào mà tướng nào mà có nhiều thì em lấy, còn nào lẻ thì mình ra lẻ hay sao? Có cái nào ra cái đó, cái nào cũng bán. Mình thấy em mới chế đậu hết trời người ta. Em chào cả nhà, hôm nay lên trễ xíu nha cả nhà, tối nay Thu Mỹ tiếp nha các chị. Thu Mỹ đẹp xuất sắc. Để giấu cái giấy nhỏ ở đâu ta? Kỳ kỳ quá. Hả? Ta để vậy mà không thấy. Kỳ kỳ quá. Thu Mỹ đẹp nha cả nhà ơi. Facebook 2-3 ngày nay quét nữa hay gì mấy chị đúng không? Thấy không có trang nào mà like được hết trơn. Cái chị vào rồi cho em xin một chấm với cái chị. Sao không thấy ai nói gì hết vậy? Chấm tương tác đi cả nhà, Thu Mỹ tối nay đẹp lắm. Nó đẹp quá ha, cái chị nói đó đi. Đi không lên được luôn á chị. Có ba mấy chị xem à. Em chào chế Ngô Tường Vân, tối nay hàng đẹp đây, bộ này chế Ngô Tường Vân ơi, đây. Bộ này của chế, size của chế nè, đẹp lắm. Xuất sắc chưa? Lên giúp em bộ này mã số 2, em đang mặc là mã số 1 nha. Em đang mặc là mã số 1, 55kg trở lại mặt dừa, chốt em 1.3. Rồi bộ này lên giúp giùm em là 2.5. 60 65kg mặt dừa, em like luôn nha cả nhà. Bộ này đẹp nè, chị Ngô Tường Vân ơi, nó phối cái bao họ tiết đẹp lắm. Lên giúp em bộ này mã số 2 nha cả nhà. Chốt em mã số 2, 2.5 cái chị, 60-65kg trở lại mặt dừa. Chốt em là 2.5. Đơn hàng của chị Phụng Phan gửi rồi là đi rồi nha chị. Không có gì, gì đây, xả đơn, dồn đơn, không chốt thêm, gọi lại xả đơn một bộ. Một bộ không đi, ngày 7 tháng 3 chị gọi lại, chị xả đơn ở bên em rồi mà. Hả? Chị dồn. Đi rồi, chị nạp vậy đó rồi xong rồi gọi lại 3 lần chị không được máy. Rồi, chị Phụng Phan, đơn của chị. Mấy bạn nhà em gọi điện lại cho chị thì chị không có trả lời, chị nói là đi rồi là sao? Tự nhiên nói đi rồi hả? Tự nhiên chị bắt máy lên nói là chị Phụng Phan chị còn một bộ đồ hôm qua chị đặt á, chị không đặt thêm em đi đơn nha. Cái chị nạp chị nói là đi rồi, chị tắt máy gọi là 3 lần. Rồi, đơn của chị bên em xả luôn rồi chị.
mét 65 nặng 65 kg thì quần mình sẽ mặc hơi ngắn tí xíu nha chị tình phụ, nghĩa là chị mặc có thể là nó vừa chấm mắt cá hoặc trên mắt cá tí xíu. Đơn của chị Phụng Phan là bên em xả đơn rồi nha. Mấy bạn nhà em gọi cho chị sao chị không trả lời đi trả lời lại chị trơn, rồi chị trả lời sao rồi bên em gọi lại chị không bắt máy. Chị lên giúp em bộ này nha các chị, 60-65 kg mặc vừa, lên giúp giùm em bộ này là 2.5, rất là đẹp luôn. Mấy chị đi không đi gì mấy chị cứ nói chuyện chứ giờ mấy chị làm vậy tụi em sao tụi em dám gửi. Cái này bữa nay mặc nó hơi ngắn. Đưa bộ đó cho chốt em bộ này là mã số 2 nha cả nhà, 2.5, 60-65 kg mặc vừa, lên giúp em 2.5. chị nào mấy 65 thì mua mấy cái hàng thiết kế này mấy chị để ý tí xíu giúp em để về mất công chơi ngắn nha. Rồi lên giúp em bộ này nha các chị, rất là đẹp luôn. Chốt em bộ này là 2.5 tại vì hàng thiết kế là chắc chắn cái quần nó sẽ không có dài. Lên giúp giùm em bộ này là mã số 3, mã số 3 3.3, giúp em 55-56 kg trở lại mặt giường. Lên giúp em bộ này là 3.3 cả nhà, 3.3. Em like luôn nha mấy chị. Rồi 3.3, 55-56 kg trở lại mặt giường. Lên giúp em bộ này là 3.3. Ở phía sau nó có cái hàng nút nha. Chốt em 3.3. Đẹp quá. Chốt em 3.3 các chị. Rồi chốt giúp giùm em bộ này là 4.3. 4.3 55 kg trở lại mặt vừa. Chốt em bộ này là 4.3. Trở lại mặt vừa. Lên giúp em bộ này là 4.3. Màu xanh đen. 4.3 nha cả nhà, 4.3. Đẹp quá. Thun nỉ mấy chế ơi, đẹp lắm. 4.3 55 kg trở lại mặt vừa, lên giúp em 4.3. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 5, 5.4. 5.4 giúp em 55-60 kg mặt vừa, lên giúp em bộ này là 5.4. Các chị 55-60 kg mặt vừa, lên giúp em bộ này là 5.4. 5.4 55-60 kg mặc vừa, 5.4. Chốt em bộ này là 6.4. Đẹp quá. 6.4, 55-60 kg mặc vừa. Chốt em bộ này là 6.4. Em chào chị Nguyễn Kim. 55-60 kg mặc vừa, lên giúp em bộ này là 6.4. Đẹp quá. 6.4 nha các chị, 6.4. Chốt em bộ này là mã số 7. Mã số 7 này có đủ size không? Con bộ hả? 7.3, 55 kg trở lại mặc vừa. 7.3 ha, 55 kg trở lại mặt vừa, đẹp quá. Cái này cái chỗ này có ship ly lên nha mấy chị, 7.3. Chốt em 7.3, 55 kg trở lại mặt vừa. Chốt em bộ này là 7.3. 55 kg trở lại mặt vừa. 7.3. Chốt em bộ này là mã số 8. 55-60 kg mặt vừa, 8.4. Chốt em bộ này là 8.4. Em chào chị Bích Hợp. 8.4 nha các chị, 8.4. 55-60 kg mặc vừa, lên giúp em bộ này là 8.4. Chốt em 8.4. Mạng nó làm sao đó. Chín chấm năm, 60-65 kg mặt giường. Chốt giúp em bộ này là 9.5.
60-65 kg mặc vừa lên giúp em, bộ này là 9.5. 9.5 ha, 9.5. 60-65 kg mặc vừa lên giúp em, bộ này là 9.5. Chỗ em 9.5. Rồi, lên giúp giùm em bộ này là 10.4. 10.4, 55 kg đó, 60 kg mặc vừa. Chỗ em là 10.4. Chỗ em 10.4 nha các chị, 10.4. Đẹp quá. 10.4 giúp em ha, 10.4. 10.4, 55 kg đó, 60 kg mặc vừa, lên giúp giùm em là 10.4. 10.4 các chị. 55 kg tới 60 kg mặc vừa, 10.4. Chút chiều màu đỏ thôi đi. Màu đỏ này giống không? Nhưng mà cứ em cứ sổ cái cây đó ra. Rồi 11.5. 60-65 kg mặc vừa, lên giúp em là 11.5. Các chị có coi được không vậy mấy chị? Em không thấy bình luận gì hết trơn vậy. Lên mười mấy bộ rồi không có bộ nào mới chế ưng chân hả? Coi này nữa không? Nếu coi này thì em like, còn không á thì em like mẫu khác. Không có thấy bình luận. Mấy chị coi được không mấy chị? Vậy em qua mẫu khác nha. Qua mẫu khác đi chứ lên mười mấy bộ rồi mấy chế. Hàng toàn là hàng đẹp đẹp không, mấy chế không có chọn được kìa. 11.5 cho chế Ngô Tường Vân. Lên mười mấy bộ luôn mấy chế, không có chọn được bộ nào trên nữa, giờ sao bán giờ. Bộ tím này nó còn sót lại nè mấy chị, trong cái lô này nó còn được bộ này. Hôm bữa chị nào chưa chốt được. 55 kg trở lại mặt dừa. 55 kg trở lại mặt dừa, lên giúp em bộ này là 6.3. 6.3 là bộ nào đi? 6.3. 7.3. Là 6.4 chứ không có 6.3 nha chị Nguyễn Hồng. Em có 6.4. Bộ em mặc là mã số 12, lên giúp em 12.3. 55 kg trở lại mặc vừa, rất là đẹp luôn. Bộ này lúc lô vừa rồi là nó là hoa hậu luôn á mấy chị, hoa khôi luôn. Quá trời đất. Bộ tím ha, tím cà, bộ sơ mi. Lên giúp em bộ này là 12.3. Chốt em 12.3 cả nhà. Em có 6.4 chứ không có 6.3 nha chị Nguyễn Hồng. Lên giúp em 12.3 cái chị, 55 kg trở lại mặc dù. 12.3. Rồi 13.3. 55 kg trở lại mặc dừa luôn, 13.3. Năm mươi lăm ký trở lại mặc dừa, chốt em bộ này là mã số 13.3. Cả nhà, 55 kg trở lại mặc dừa, đẹp quá. Chốt em 13.3 ha. 55 kg trở lại mặt dừa, 13.3. Em có ghim giá đó chị, 145.000 một bộ, 4 bộ miễn ship. Lên giúp em bộ này 14.4. 55 kg đến 60 kg mặt dừa, chốt em bộ này là 14.4. 55 kg đến 60 kg mặc vừa, lên giúp em bộ này là 14.4. Rất là đẹp luôn. 14.4 giúp em ha. 55 kg đến 60 kg mặc vừa, lên giúp em bộ này là 14.4. 14.4, 55 kg đến 60 kg mặc vừa, lên giúp em 14.4. Mười bốn chấm bốn em chốt cho chế Thanh Thúy.
em đã hết đồ dập ly rồi chị, dập ly em không có nhập hàng về nữa, nghỉ bán dập ly rồi, dập ly bán nhiều quá rồi. Giờ bán thun Mỹ đi, thun Mỹ nó mắc hơn xíu mà mấy chị mặc đẹp sang nữa. Thun Mỹ nó mắc hơn, tính ra mắc hơn có 10.000, 20.000 mà hàng xịn. Hàng thun Mỹ bây giờ hiện tại giá sỉ nghiêm á, cái chị giá mà hàng mà mới ra luôn á, hàng mới ra mới nhất lô là sỉ 195.000. Và thường cái chị mua giá nó cũng phải tầm 220, 230, 240 ha. 6.4 em chốt cho chế Nguyễn Hồng. 65kg nãy giờ em lên nhiều lắm á chị Hoa Hồng Xanh. Chị coi đi ha, chị vô, chị mới vô thì chị chịu khó chị coi like đi. Xe số 5, xe 65kg nãy giờ nhiều lắm. Này xe mấy nguyên? Xe 45. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 15. Em có 15.3 là 55kg, 15.4 là 55kg đến 60kg và 15.5 là 60-65kg. Chị nào 64-65kg thì cao 1m55 trở lên giúp em ha. Rồi lên giúp dùm em bộ này là mã số 15. Em có 15.3, 15.4 và 15.5. Lên giúp em bộ này mã số 15. Rất là đẹp luôn các chị. Chốt em mã số 15 ha. 15 em có 15.3, 15.4 và 15.5. Giống hả? Ừ, đúng rồi chị. Rồi nó quên đó hết rồi. Mười lăm chấm năm em chốt cho chế Dương Diệu Linh. Ok, chế Dương Diệu Linh. Cho chị cái bộ mã số 2 hồi nãy size số 5 á, nguyên bộ mà chị nói đẹp đó. Nè cái bộ này size số 5 này, chế bộ này đẹp đó. Lên giúp em bộ này là mã số 2 đi, nãy mấy chị vào sao mấy chị chưa thấy nè. Bộ này khói đẹp đó. 2.5, 60-65kg mặt giường, chốt em 2.5. Bộ này cái cổ sơ mi nó là cổ sơ mi nữa là mấy chị rất là đẹp luôn. Bộ nhà cái bông mango của nó đẹp lắm. Lên giúp em bộ này là mã số. Ở đây nó có nguyên cái hàng nút nha. Chốt em bộ này là 2.5, 60-65kg mặt dừa. 60-65kg mặt dừa ha, quần đen nha. 2.5 lên giúp em là 2.5. Rồi lên giúp em bộ này mã số 16. Em có 16.4, 55kg đến 60kg mặt dừa, 55-56kg đến 60-61kg mặt dừa. Lên giúp em bộ này là 16, chốt em 16.4 cả nhà, màu đỏ đẹp quá, chốt em là 16.4. 16.4 nha, 16.4, 16.4 em chốt cho chế Ngô Tường Vân. Rồi 17.3, 55kg trở lại mặt dừa, chốt em bộ này là 17.3. 55kg trở lại mặt dừa các chị, chốt em bộ này là 17.3. Màu hồng đẹp quá, chốt em 17.3. 55kg trở lại mặt vừa, chốt em 17.3. Bộ này đẹp quá các chị. Rồi chốt em là 18.4, 55kg đến 60kg mặt dừa, chốt em bộ này 18.4. Cả nhà. 18.4, 60 đến 65kg mặt dừa, 18.4. Ủa quên lộn, 55kg đến 60kg mặt dừa, 18.4. 19.3, 55kg trở lại mặt dừa, 19.3. 55kg trở lại mặt dừa, các chị lên giúp em bộ này là 19.3. 55kg trở lại mặt dừa, 19.3. Chốt em 19.3 nha, 55kg trở lại mặt dừa, 19.3. 19.3 em chốt cho chế Hiền. Bộ này là 20.5,
60-65kg mặt vừa. Chốt em là 20.5. 60-65kg mặt vừa. Chốt em là 20.5. 60-65kg mặt vừa lên giúp em là 20.5 cả nhà, 20.5. Phần nó đẹp quá. 20.5 nha cả nhà ơi, 20.5, 60 đến 65kg mặt vừa. Giống này. Rồi bộ này 71-72kg đến 75-76kg mặt vừa. Lên giúp em bộ này 21.7. 21.7 giúp em cả nhà, 21.7. 21.7, 60. Ủa quên, 70-71kg. Đến 67 kg mặt vừa. Em chào chị Kim Út Nguyễn, lên giúp em 21.7. Bộ này size 7 nha, size bự. Chị nào bình thường mặc đồ thun bà ba, bên em size 6 rồi, bộ này cái chị mặc vừa. Dạ em cảm ơn chị Kim Út Nguyễn. Lên giúp em bộ đó là mã số 27 nha cả nhà. Ủa 21. Rồi lên giúp em bộ này mã số 22, 22.3. 55kg trở lại mặt vừa, 22.3. 22.3 các chị, 55kg trở lại mặt vừa, 22.3. 22.3, 55kg trở lại mặt vừa, 22.3. Rồi 23.5. 60-65kg mặt vừa. 60-65kg mặt vừa lên giúp em bộ này là 23.5. 23.5 cả nhà, 60-65kg mặt vừa, 23.5. Bộ này đẹp quá. Lên cái màu nhã nhặn quá mấy chứ. 23.5 ha, 60-65kg mặt vừa. 23.5. 60-65kg mặt vừa. Rồi 24.5. 23.5 cho chị Dương Diệu Linh. Rồi chốt em bộ này là 24.5. 24.5, 60-65kg mặt vừa. 24.5, chốt em 24.5 cho chị. 24.5, 60-65kg mặt vừa. Em chốt cho chị Ngô Tường Vân. Rồi 27.4. 27.4 nha chị, 55kg đến 60kg mặt vừa. Chốt em 27.4. 27.4. 27.4, 55kg đến 60kg mặt vừa. Chốt em bộ này là 27.4. Bộ này đẹp quá. Cái này mà đi mai tiền công không chắc nó cũng cỡ 150 một bộ với chị, tiền công á, khó ghép tùm lum hết trơn. À, chắc công phu. Lên giúp em bộ này nha cả nhà. 25.4. 27. Ủa, 27.4, lộn. 27.4, 55 kg đến 60 kg mặt vừa, mấy chế size 4 của em nó hết rồi. Cái chế 55 60 kg đẹp. Ai bộ này đẹp nè. 28.5. 28.5 ha. 60-61kg đến 65kg mặt vừa. Lên giúp em bộ này là 28.5. 28.5 các chị, đẹp quá. Màu cũng lẹ. 28.5 nha, 28.5. 28.5 cả nhà. Rồi 29.3. 55kg trở lại mặt vừa. 28.5. 27.4 ơi. 27.4 cho chế Thanh Thúy. Ok chế Thanh Thúy. 28.5 cho chị Hoa Hồng Xanh. Chị Hoa Hồng Xanh khách mới, lên giúp giùm em chiều cao kèm theo số điện thoại. Chị Hoa Hồng Xanh lên giúp giùm em chiều cao và kèm theo số điện thoại. 55kg trở lại mặt vừa, lên giúp em bộ này là mã số 29. 29.3. Đẹp quá. Bộ này mặc lên trắng tươi. 55kg trở lại mặt vừa, lên giúp em bộ này là 29.3. Chốt em 29.3 các chị.
Trời ơi, cái Facebook, Facebook nó bị cái gì rồi mới chết rồi. 29 em chốt cho chế Hiền Nguyễn. 1m54, 65kg gọn người không chị? Gọn người thì mặc cũng vừa nha. Rồi ok, chốt cho chế Hoa Hồng Xanh. Rồi lên giúp dùm em bộ này là mã số 30, 30.4 các chị, 55kg đến 60kg mặt giường. Chốt em bộ này là 30.4, đẹp quá. 30.4 nha các chị, 55 đến 60kg mặt giường. Chốt em là 30.4. 30.4. Trời ơi. 31.5. 60 đến 65kg mặt giường. 30.4 chốt cho chế Thanh Thúy. Chốt em 31.5. 60 đến 65kg mặt dừa, đẹp quá. Chốt em bộ này là 31.5, 60 đến 65kg mặt dừa. Chốt em bộ này là 31.5. Màu đỏ luôn nha, rất là đẹp. 31.5. Rồi 32.3. 32.3 55kg trở lại mặt dừa. 32.3. Chế Hiền ơi, lấy bộ này, cái bộ này đẹp nè, đẹp lạ. Mấy bộ này hiếm, mấy cái bộ mà phối sang sang như thế này nó rất là ít. Chốt em bộ này nha cả nhà. Dạ bên em sẽ gọi điện chốt đơn trực tiếp nha chị Hoa Hồng Xanh ơi. Bên em sẽ gọi điện sáng ngày mai, bên em sẽ gọi điện chốt đơn trực tiếp. Chị có đơn thì để ý điện thoại giùm em. 32 là bộ này, 32 là bộ chị đang mặc hả? 32 chốt cho chế Hiền Nguyễn. Bên em không có chốt đơn qua tin nhắn nha, bên em là gọi điện chốt đơn trực tiếp. Chốt em bộ này là 33.4. 33.4 nha các chị, 33.4. Gọi được em mới đi đơn nha chị, gọi không được là em không có đi đơn. 33.4. 55kg đến 60kg mặt dừa. Chốt em bộ này là 33.4. Tay cắm tiền nha các chị. 33.4 ạ. 55kg đến 60kg mặt dừa. Chốt em 33.4. Rồi 34.6. 65kg 70kg. 65 70kg mặt dừa. Lên giúp em bộ này. 65 70kg. Chốt em bộ này 34.6. 34.6 cả nhà, giống luôn. Hết 34.6 giúp em cái chị 65kg 70kg rất đẹp luôn. Hàng thun Mỹ bữa nay có size lớn rồi, cái chị tranh thủ chốt đi mới chế. Chốt giúp em bộ này ha, 34.6. 34.6 cho chế Kim Hoa. Mạng bữa giờ nó bị sao á chị Ngô Tường Vân ơi, nó xì cuốn gì đâu á, tối là nó vậy đó. Đây chế Hiền ơi, lấy bộ này luôn. 55kg trở lại mặt dừa, lên giúp em là 35.3. 55kg trở lại mặt dừa. Tối là mấy chị coi không có được, coi khó biết nó mạng nó tùy dịch chứ. Đi mấy cái cáp nó bị lỗi hết trơn, không biết có bảo trì xong chưa á chị. Lên với em bộ này nha cả nhà, 35.3, 55kg trở lại mặt dừa, rất là đẹp luôn nè. 35.3 cả nhà ơi, kiểu đẹp quá. 35.3 ha, 55kg trở lại mặt dừa, 35.3. Rồi 36.4, 36.4 giúp em cả nhà, 36.4. 55kg đến 60kg mặt dừa. Lên giúp em bộ này là 36.4. tới 60kg mặt giường, đẹp quá. Chốt em bộ này 36.4, 55kg tới 60kg mặt giường. Các chị còn coi được không mấy chị? Các chị đẹp nhà em còn coi được không?
36.4 em chốt cho chị Nguyễn Thanh Hoa. Chị Nguyễn Thanh Hoa ơi, chị đổi số điện thoại mới là chị đổi số nào vậy? Chị cho em lại số đi. Có một đơn của chị là em đi bằng cái em ghi số điện thoại với bạn mới, bạn không biết, mấy bạn ghi số điện thoại 362 á. Gọi không được. Cho em lại cái số mới đi chị, để ngày mai em lên em điều chỉnh lại. Ừ thì cũng nhớ 41 đuôi, 262. Cho em lại cái số mới nha chị. Thun 6 mảnh em còn được bộ vàng với bộ nhí hồng, là còn xe 2 với bộ họa tiết, còn được 3 bộ á chị. Cái chị coi nó nhầm bữa đó, nhầm bữa coi được, nhầm bữa coi không có được. Với lại là tùy mạng của nhà của mấy chị á, có số chị xài á là coi không được. Rồi bộ này 60-65kg mặc vừa, lên giúp em bộ này là mã số ba mấy rồi Quyên? 37.5 cả nhà, 37.5. 60-65kg mặc vừa, 60-65kg mặc vừa lên giúp em là 37.5. 37.5 nha, đẹp quá. 60-65kg mặc vừa chốt em 37.5. 37.5, 37.5 cho chị Hoa Hồng Xanh. Rồi 38. Chốt em 38.5 cho chị, 38.5. Rồi. Hôm nay đổi tài số mới. Ok, em cảm ơn chị Nguyễn Thanh Hoa. Rồi 38.5 cả nhà. 38.5. Sáu mươi sáu lăm ký mặt vừa chốt em bộ này 38.5. màu này nó như màu cao khô vậy đó mấy chị, màu này đậm nha, nó phải màu cam đất. Lên giúp em bộ này là 38.5, chốt em 38.5, rất đẹp luôn. 38.5 ha, 60-65kg mặt vừa. Rồi lên giúp chị em 38.5 cho chị Dương Diệu Linh. Rồi chốt em bộ này là 39.3. 39.3 cả nhà. Ba mươi chín chấm ba, 55kg trở lại mặt vừa, chốt em bộ này là 39.3. 39.3, 55kg trở lại mặt vừa, 39.3 chốt cho chế Nguyễn Hồng. Bốn mươi chấm bốn, 55kg đến 60kg mặt vừa, 40.4. Chốt em 40.4 cả nhà. 55kg đến 60kg mặt vừa. 40.4. 55kg đến 60kg mặt vừa. Chốt em bộ này là 40.4. 41.5. 60-65kg mặt vừa, đẹp quá. 41.5 cả nhà. 41.5, 60-65kg mặt vừa, 41.5. Rồi, bộ này đẹp nè mấy chị. 41.5. Bộ này mà không chốt nữa là thôi luôn đấy. Còn nha chị đón miền Tây ơi. Mã đẹp size số 2 với beo hồng size số 2 em còn. Chế chốt thì lên giúp em số điện thoại nha. 41.5 cho chế Dương Diệu Linh. Rồi cái bộ này đẹp lắm luôn chị Dương Diệu Linh. Em chốt cho chế Dương Diệu Linh. 42.3. Hôm nay nhận hai đơn liền, vừa lắm shop. Em cảm ơn chị Hồng Tư rất là nhiều ạ. À. Chốt em 42.3 cả nhà, 55kg trở lại mặt vừa.
em xuống em dọn cho nó chị đi. Để hơi nó lạnh. Chị tẩy xỉ cho. Chốt em bộ này là 42.3. Đẹp lắm nè cả nhà. 42.3 55kg trở lại mặt giường. Chốt em 42.3. 55kg trở lại mặt giường các chị. 42. Ok chị đón miền Tây nha. Bốn mươi ba chấm ba cả nhà, 55kg trở lại mặt dừa luôn. 43.3 55kg trở lại mặt dừa, bộ này đẹp quá mấy chị. 43.3 ha. 43.3 55kg trở lại mặt dừa. 43.3. Rồi 44.5. 60-65kg mặt dừa. 60-65kg mặt dừa lên giúp em bộ này là mã số 44. Em chào chị Lý Hương. Chốt em bộ này là mã số 44 cả nhà, 60-65kg mặt dừa đẹp quá các chị. Chốt em bộ này mã số 44. 60-65kg mặt dừa, chốt em bộ này mã số 44 nha. 44. Bốn mươi bốn chấm năm, 60-65kg mặt dừa, chốt em mã số 44. Rồi chốt em bộ này mã số 45. 45.3 55kg trở lại mặt dừa, chốt em bộ này mã số 45. 45. Đơn hàng của chị gọi không có bắt máy nha chị Nguyên Huỳnh ơi. Mấy bạn nhà em gọi chốt hết rồi. Chị gọi lại là lúc mấy bạn nhà em đã ốp máy rồi đó chị. Không biết đơn của chị mấy bạn còn giữ không nha. Lên với em bộ này là mã số 45 cả nhà. 45. À, Facebook của tối là nó vậy đó chị. Nó bị cái gì á. 45 rất đẹp luôn nè cả nhà. Chốt em bộ này mã số 45 nha. 45. 55kg trở lại mặt dừa, lên giúp em bộ này mã số 45. Em thấy mấy bạn nốt lên rồi nhưng mà không biết đơn của chị nốt lên rồi, sợ bị sợ xả rồi. 45 nha cả nhà. 45. Rồi bộ này nó đẹp mấy chứ ơi. Lên với em bộ này mã số 46. 60-65kg mặt dừa, chốt em bộ này mã số 46. Đẹp quá. 46 cả nhà. Chốt em bộ này mã số 46. 60-65kg mặt dừa, chốt em bộ này mã số 46. Mạng buổi tối giờ nó bị vậy đó chị, Facebook của giờ nó sao. Chốt em bộ này là mã số 46 nha cả nhà. 46 cho chị Lê Thị Đào. Em chốt cho chị Lê Thị Đào. 46 này là 60-65kg nha các chị, nghe kỹ số ký em đọc nha.
47.3, 55 kg trở lại mặt vừa. 47.3, 55 kg trở lại mặt vừa. Lên giúp em bộ này là mã số 47. Đẹp quá đẹp luôn. 47, 55 kg trở lại mặt vừa. Chốt em bộ này là mã số 47, đẹp lắm luôn. 55 kg trở lại mặt vừa, lên giúp em bộ này mã số 47. Chốt em mã số 47, 47. C3 kiểu đẹp đẹp không à. Mấy chị C3 ít quá. 48 cả nhà. 48 em có hai bộ C5. 60 65 kg mặc vừa, lên giúp em bộ này mã số 48. 48.5 nha. 60 65 kg mặc vừa. Lên giúp em bộ này là mã số 48. Màu đỏ đẹp quá. Chỗ em mã số 48 em có hai bộ. 60 65 kg mặc vừa, chỗ em mã số 48. Bộ này đẹp nè mấy chị ơi, chỗ bộ này đi. Bộ này cái màu của nó phối đẹp đó. 48 nha. Em có hai bộ. Chín chấm năm 60 65 kg mặt vừa. 49.5 60 65 kg mặt vừa, chỗ em 49.5 49.5 cho chế Ngô Tường Vân. Chấm 4 giúp em. 55 kg đến 60 kg mặt vừa. 55 đến 60 kg mặt vừa, lên giúp em bộ này. 50.4. Chớ em 50.4 cả nhà, 50.4. 55 kg đến 60 kg mặt vừa. Chớ em bộ này là 50.4. Bộ này đẹp nha mấy chị. Chị nào 55 kg 60 kg chốt. Chó em 50.4. À. Size 6 nó nhiều khi nó không, chủ yếu nó vẫn là size số 4, 3, 4, 5 đó chị. Size 6 ít, size 6 có mà ít, hồi nãy em có bộ size 6 đó rồi ta. Size 6 bộ hồng hồng đó luôn. Bộ đó xe 3. Có chốt không? Hình như chốt rồi. Hình như chốt rồi. Kim qua. Đúng rồi, có bộ tổng bộ 87 nè. Xe 6 nó ít chứ ơi. Xe 6 bộ này được không chị Uyên Phan? Giờ thấy được có bộ này 65-70 kg. Lên giúp em bộ này mã số 51. 51.6. 51.6, 65-70 kg. 51.6 cả nhà. 51.6. 65-70 kg. 6 nó còn ít lắm chứ. 6. Rồi bộ này là size số 4.
55kg tới 60kg mặc vừa lên giúp em 52.4. Cả nhà. 55kg tới 60kg mặc vừa. Chốt em bộ này là 52.4. 52.4 chốt em bộ này. 52.4. 55kg tới 60kg mặc vừa. Màu đen chắc không có đâu chứ ơi, màu đen bây giờ chế thích size 6 mà chế lựa màu đen nữa chắc em nghĩ không có hàng đâu. Size 3 toàn là kiểu đẹp không. Mấy chị đang kiếm size 5 hả? Em lựa size 5 em lên cho mấy chị nha. Bộ này size 4 đẹp nè. 55kg đến 60kg mặc vừa. Tối nay lựa toàn là hàng đẹp xong mà mới chế coi không được. 55kg đến 60kg mặc vừa lên giúp em bộ này là mã số 53. 53.4 các chị, 53.4. 53.4. Không có đâu chứ, chắc không có đâu. Nó hiếm dữ lắm. Em thấy đa số 67 nó là hàng màu không. 53.4 cho chế Ngô Tường Vân. Năm mươi ba chấm bốn cho chế Ngô Tường Vân 54.3 55kg trở lại mặt vừa. 3, 4, 5 thì nó còn có cái màu đen nhiều chứ size số 6 là hiếm lắm, hiếm cực kỳ luôn, size 6, size 7. Lên giúp em 54.3 cả nhà, 54.3. 55kg trở lại mặt dừa, 54.3, rất là đẹp. 54.3. Rồi mấy chế size 3 của em đâu hết rồi, size 3 toàn là form đẹp thôi. 54.3 chốt cho chế Hiền. 55.6. 65-70kg. 65-70kg. Lên giúp em 55.6. 55.6. 65-70kg. Lên giúp em 55.6. 55.6. 65-70kg. 55.6. Rồi, này đẹp nha. Chưa ra hả? Chưa. 57.4. Ủa sơ mi cái chị. 55kg tới 60-61kg mặt vừa. Đẹp quá. 56.4. 55kg đến 60-61kg sơ mi nha. Rồi chốt tiếp giùm em 55.6 cho chị Uyên Phan. 56.4 nha cái chị, 55kg đến 60kg. 56 cái đó, 56 đúng không Uyên? Ừ. 56 chứ không phải 57 chứ Trinh Nguyễn ơi. Mình lận lại giúp em với. 55kg trở lại mặt vừa, chốt em bộ này là 57.3. 57.3 giúp em cái chị, 55kg trở lại mặt vừa, 57.3. 55 không có size 4. 57.3 cho chế Hiền. Em có 56.4 nha cái chị, 56.4 là bộ sơ mi á. Mai bên em gửi đơn, gửi bill cho chị như chị Ngô Suối thôi. Hồi chiều mấy bạn nhà em làm không kịp. Chốt em bộ này là 58.4. 55kg đến 60-61kg mặt vừa. 56.4 cho chế Ngô Suối.
57.4 cho chị, 57.4. Bộ này đẹp nè. 55 56 kg tới 60 61 kg mặc vừa lên giúp em, 57.4. Hàng tối này đẹp không à. Chiều em đi hết cái kho em lựa cho mấy chị. lựa cái khúc trên là được được mười mấy cục á. Tối này hàng đẹp đẹp không à, lạ lạ không? Không chị, 57. Ủa, 57.4 cho chị Nguyễn Niên. Ngày 3 tháng 4 năm 23 vậy, ai nói thì này mới tháng 3 hả? Chị Nguyễn Niên có đơn để ý điện thoại giúp em nha chứ ơi. 56.4 chị Ngô Suối có. Cái chị có đơn nhớ để ý điện thoại giùm em nha. Để đơn hàng mà xả ra xả vô hoài, mai mốt chế mấy chế mua em bắt mấy chế cọc cạc đó. Có đơn nhớ bắt máy giúp em. Lên giúp em bộ này ạ. 55kg đến 60kg mặt vừa. Ủa quên, bộ này 60-65kg. Lên giúp em 58.5. 58.5 cả nhà, 60-65kg mặt vừa. 58.5 rất là đẹp luôn. 58.5 nha, 60-65kg mặt vừa. 58.5. 58.5 cho chị, 60-65kg mặt vừa. 58.5 rất là đẹp. Ở bên em là bên em có nói với mình đó là đơn có đơn hàng là mấy bạn nhà em sẽ gọi điện để chốt đơn mà chế. Còn ví dụ chế muốn đi đơn luôn thì chế phải dặn nha, chế không có dặn bên em đâu có dám đi đơn. Ví dụ như mình bận công việc mình không có nghe được, nhờ ngày mai mình không có nghe được thì cứ nói ừ ngày mai chị có đơn thì cứ gửi thì chị cũ thì bên em mới gửi cho chị. Ví dụ khách cũ thì bên em sẽ gửi, còn ví dụ khách mới thì bên em phải gọi điện nha. 58.5 chốt cho chế Trinh Nguyễn. 60-65kg nha chế Trinh Nguyễn. Ôi ơi nó đẹp. 60.5 60.5 cái chị, 60-65kg mặc vừa cái áo. 58 mới chốt, hả? 59. 59 lộn, 59, 59.5. Này khỏi mặc đi mấy chị, bộ này đẹp quá. 59.5 ha, 60-65kg mặc vừa. 59.5. Chị lỡ lên nhiều vậy. Anh Giang ta hết nút. 59.5 cho chế Ngô Tường Vân. Ok, đã có gì để trưa mai em nói với bạn đem qua chén ngô suối. 60.5 cả nhà. Đây, đẹp lắm. Phói đẹp chưa? 60.5 nha, 60.5. 60-65kg mặt vừa. Chốt em bộ này là 60.5. 60-65kg mặt vừa các chị, lên giúp em là 60.5. Cái chế size 3 mà muốn mua thì lên tiếng nha, size 3 còn nhiều lắm, size 3 toàn là mẫu đẹp không à. Rồi em lựa size 4, size 5 em lên không á. Lên với em bộ này là 60.5 rất là đẹp luôn nè các chị. 60.5 ha. 60-65kg mặt vừa lên giúp em. 60.5. 60.5 em chốt cho chế Ngô Tường Vân. Rồi 61.5 luôn. 61.5. Thấy size 3 mấy chế em gu à. Em lên size 3 đẹp đẹp không, mấy chế em gu không có ai chốt trơn á. Để lên bộ size 3 cho size 3 đẹp đẹp không. Em có một chị khách, giờ sao nhắn cho chị em quên nhắn chị trời. Của chị gì ngoài Vũng Tàu, chị nhắc đó. Chị Hiền. Cái gì nè, cái diện bữa mà còn nhiêu bộ C3 lấy hết đó. Lên giúp em 61.5, đẹp quá. 61.5, 60-65kg mặc vừa với chị. Chỗ em 61.5. Rồi, ơi nó đẹp kiểu 61.5.
60-65kg mặc vừa lên, giúp em 61.5. Cái gì mà khách Ngô Mai, cái gì Ngô Mai hả, cái gì quên này à? Chị Mai Ngô hả? À, không phải không? Ừ, chị Mai Ngô. Đây C3 là Chế Hiền, lấy bộ này đi em khỏi mặt được không? Bộ hồng dễ thương quá, đẹp quá. 55kg trở lại mặt vừa lên, giúp em 62.3. Đúng rồi, em không có đọc tên chị là không có đó chị, mỗi một mẫu em có một bộ mà. Lên giúp em bộ này nha cả nhà, đẹp quá. 62.3, 55kg trở lại mặt vừa. 62.3, 55kg trở lại mặt vừa. 62 cho Chế Hiền. Rồi size 7 nè mấy chị. 71, 72kg đến 76, 77kg trở lại mặt vừa. Lên giúp em bộ này mã số 63, 63.7. 63.7 các chị, rất là đẹp luôn ha. 63.7. 71, 72kg đến 76, 77kg mặt vừa. Lên giúp em bộ này mã số 63, rất là đẹp luôn. 63. Chớ em bộ này là mã số 64. 64. Bộ này đẹp quá. 55kg trở lại mặt vừa, 64.3. 64.3, 55kg trở lại mặt vừa. Chớ em 64.3. Đẹp quá mấy chị. 64.3, 55kg trở lại mặt vừa. 64.3, 64 cho Chế Hiền. Rồi 65. 65.3, 55kg trở lại mặt vừa luôn. 65.3, 55kg trở lại mặt vừa. Chốt em bộ này mã số 65. 65.3 cái chị, 55kg trở lại mặt vừa. 65. 66.5. Ê, bộ tay dài. Bộ tay dài 60-65kg mặt vừa. Lên giúp em bộ này là mã số 66. 66.5. Có 70kg chứ, mà lâu lâu nó mới có. Lâu lâu nó mới có một bộ. Chốt em bộ này nha các chị. Bộ tay dài này rất đẹp luôn. Chốt em bộ này là mã số 66. 66.5 ha. 66.5. 60-65kg mặt vừa. 55kg tới 60kg mặt vừa. 66.5 cho Chế Ngô Tường Vân. 65.3 cho chị Nguyễn Thị Lạ. 66.5 em hết nha chứ. Chốt em 67.4. 55kg tới 60kg mặt vừa. 55kg đến 60kg mặt vừa. Lên giúp em bộ này là 67.4. 67.4 cả nhà, 67.4. 67.4 chốt cho Chế Thanh Thúy. 68.4 luôn. Kiểu này đẹp nè chị Thanh Thúy. Kiểu này chị chưa có nè. 55kg đến 60kg mặt vừa. Chốt em mã số 68.4. 68. Hết rồi chị Hợp Thư Chi Ân ơi. Em nghe bộ nào mà chị nghe em đọc tên của khách là hết rồi đó. Tại vì mỗi mẫu nó có một bộ. Chốt em bộ này là mã số 68.4. Bộ này đẹp. 68.4 cho Chế Thanh Thúy. 69.3. 69.3, 55kg trở lại mặt vừa. 69.3. cái chị 55kg trở lại mặt vừa. Chốt em 69.3.
69.355kg trở lại mặt dừa, đẹp quá đẹp. 55kg cao, mét 55 trở lên giúp em nha. 69.3 rồi 70.5 70.5 60-65kg mặt dừa. 69.3 anh chốt cho chế Hiền. Chốt em là 70.5 60-65kg mặt dừa. 70.5 70.5 cho chế Hồng Lê. Rồi 71.4 71.4 55kg đến 60kg mặt dừa. 71.4 71.4 giúp em cả nhà. 71.4 71.4 55kg đến 60kg mặt dừa. Chốt em là 71.4. Rất là đẹp. 71.4 nha các chị. 71.4 55kg đến 60kg mặt dừa. 72.4 55kg đến 60kg mặt dừa. Chốt em bộ này là 72.4. 55kg đến 60kg mặt dừa. Chốt em 72.4 72.4 cả nhà. 72.4 72.4 cho chế Thanh Thúy. Chế nào chốt được thì chúc mừng nha. Có một chắc được vài bộ á. Đây, chế gì hồi nãy chốt màu đen nè, kiếm màu đen nè chế. Hả? Chế Nguyên Phan. Nguyên Phan ơi, chế Nguyên Phan còn trên like không? Đẹp quá đẹp luôn, 65-70kg. 73.6 73.6, 65-70kg. Màu đen. Rất là hiếm luôn á. Nó được còn trong một lô này em về chắc nó được tầm vài bộ, không tới 10 bộ. Còn đen. Lên giúp em bộ này là mã số 73.6 65-70kg. Cho chế Nguyễn Thủy. Em chốt dự bị cho chế Uyên Phan. Cái bộ chị em xảy ra đó. Bộ của mình anh và chị Oanh trả xảy ra đó. Thì đem lên đây rồi. Ở C7 hả? Ờ bộ đó C7. 73.6 là chốt dự bị cho chế Uyên Phan nha. Chế Nguyễn Thủy ngày mai có đơn nhớ để ý điện thoại nha chế. Em gọi không được là em xả ra luôn đó. Em xả em chốt cho khách khác đó. Em chốt dự bị cho chị Uyên Phan nha. Tại vì chị Nguyễn Thủy chỉ chốt trước rồi. Chốt em bộ này 60-65kg. Bộ này 60-65-66kg mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 74.5. Chốt em 74.5 cả nhà. 74.5 74.5 giúp em cả nhà ơi. 74.5 60-65kg mặt dừa. 74.5. Đẹp lắm. 74.5 60-65kg mặt dừa. 74.5 75.5. Ôi bộ sơ mi đẹp quá. 60-65kg mặt dừa. 75.5 75.5 74.5 cho chị Hoa Hồng Xanh. Bộ sơ mi 75.5 75.5 cho chế Nguyễn Thủy. Chị Nguyễn Thủy là size 5, size 6 gì mặc cũng vừa hả chị ơi? Nghe kỹ số ký em đọc nha. Em thấy chị chốt size 5 là 60-65kg bộ này thôi nha. Còn size số 6 của bộ này thì mới 65-70kg. Mình nghe kỹ giúp em.
còn cái nào không lấy, cái nào mà cái chị còn lăn tăn mà không lấy thì cứ nói em xả ra để em chốt cho mấy chị ở trên live. Rồi bộ này size 3 nè chứ Hiền, 55kg trở lại mặt dừa đẹp chưa, mới quá đẹp luôn. 55kg trở lại mặt dừa lên giúp em 76.3. Size 3 của chị Hiền là đẹp đẹp không, hoa đẹp đẹp không à. Đây chế Hiền ơi, đẹp xuất sắc. 76.3 cho chế Hiền. Nó nhức nách đấy chế Hiền ơi. 77.3. 77.3 đẹp chưa? 77.3 55kg trở lại mặt dừa. 77.3 76.3 em hết rồi. Bảy bảy chấm ba 55kg trở lại mặt dừa luôn nè các chị, này rất là đẹp luôn. Chớ em bộ này là 77.3 55kg trở lại mặt dừa, 77.3. Bảy bảy trên chế Hiền luôn. 78.6 65-70kg. 78.6 77 em hết chứ Nguyễn Thị Lạ. C3 em còn nhiều lắm. C3 mẫu đẹp không à? C3 mẫu đẹp mà phối cũng đẹp ha, bông đẹp. Chốt em 78.6 65-70kg màu xanh đen. 78.6 65-70kg nha. Không chốt bộ này nữa là xong luôn rồi đó. 78.6 cho chế Hồng Lê. 79.3 55kg trở lại mặt dừa. 79.3 79.3 55kg trở lại mặt dừa. 79 cho chế Hồng Hà Hiền Nguyễn. 78 em hết chế Thúy Trần mới thấy rồi. C3 luôn hả? Đẹp dữ vậy. 80.3 55kg trở lại mặt dừa. 80 cho chế Hiền Nguyễn. Em còn bộ này size 6 nè chế Thúy Trần My Thúy, có chịu mẫu này không? Chịu màu này không? Đây, em còn bộ này size 6 45.6 45.6 đơn của chị Nguyễn Thủy gửi hàng luôn. Chị mặc là nhiêu vậy? 81 không? Bảy. Chị Hiền chốt rồi, chốt bộ đó rồi. Bộ đó chị Hiền chốt rồi đó. À, 80 cho chị Hiền của chị Nguyễn Thủy. 78 là bộ nào Diệu Quyên? 78 còn không? 78 hả? 78 không có 78.3 chứ ơi. Chế Nguyễn Thị Là bộ này không có 78.3. 3 em còn nhiều lắm, chế từ từ đi. Chế từ từ em lên cho. Xe 3 còn nhiều lắm. Đây nè, đang bộ xe 3 đó nè. Ok, chốt cho chế Thúy Trần My Thúy bộ này. Tám mốt chấm ba 55kg trở lại mặt dừa. 81.3 81.3 55kg trở lại mặt dừa các chị. 81.3 thấy mấy cái đó là mấy cái bộ lên đây rồi. Đưa cái bộ tím tím đó lên cho chị, bộ đó size 3 hay size 4 vậy? 483 81.3 55kg trở lại mặt dừa. 82.5 60-65kg. 82.5 cả nhà. 82.5 60-65kg mặt dừa. 82.5 rất là đẹp. 60-65kg mặt dừa. Chốt em là 82.5.
82.5. Rồi 83.3. 83.3 55kg trở lại mặt giường. 82.5 cho chiếc Sang Nguyễn. Rồi lên giúp em bộ này là 83.3. Màu xanh đen 55kg trở lại mặt dừa. 55kg cao 1m55 trở lên giúp em ha. Chị nào mà dưới 1m55 thì tầm khoảng 52-53kg trở lại. Lên giúp em là 83 cho chế Hiền Nguyễn. Đây em lên lại bộ này nè. Có chế đẹp là chốt và bộ này rất là đẹp nè. 55kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này mã số 84. Một tiếng cà phối rất là đẹp luôn. Năm mươi lăm ký trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 84. 84 cho chế Hiền Nguyễn. Màu đỏ quá đẹp. 85.3 55kg trở lại mặt dừa. 85.3 đẹp quá đẹp luôn mấy chị. 55kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 85. Chốt em bộ này mã số 85 cả nhà. 85. 55kg trở lại mặt dừa. 85 cho chế Hiền Nguyễn luôn. 86. 86.4. 55kg đến 60kg mặt giường. Chốt em bộ này 86.4. 55kg đến 60kg mặt giường. 55kg đến 60kg mặt dừa. Lên giúp em bộ này mã số 86. 86.4 cho chị Trinh Nguyễn. 58, 59, 60kg nhớ từ 1m55 trở lên giúp em nha. 1m55 trở lên giúp em nha. Chị nào hơi thấp người thì trừ hao số ký xuống giùm em nha. 10 hàng đẹp của em nó nằm bao la ở đây nè mấy chế. Size 3. Tiếp tục size 3 cho mấy chế. 87.3. 55kg trở lại mặt dừa. Chỗ này nãy hình như nãy em có bộ size 5 hay size chốt không? 55kg trở lại mặt dừa. Chốt em bộ này là mã số 87. 87.3. 55kg trở lại mặt dừa. Đẹp lắm luôn. 55kg trở lại mặt giường. Lên giúp em bộ này là mã số 87. 87 em chốt cho chị Nguyễn Thị Là. Chốt em bộ này mã số 88. 88.3. 55kg trở lại mặt giường luôn. Thun Mỹ chị. 88. Chốt em bộ này mã số 88 cả nha. 88.3. 88 em chốt cho chế Hiền. Còn xe 5, xe 4 không biết quý. Còn cho chị cái bộ xe 4 đó đây. Dạ, xe 5 nè. Xe 5, xe 4. 89.5. 60-65kg mặt dừa. 60-65kg mặt dừa. Lên giúp em bộ này là 89.5. 60-65kg mặt dừa. Lên giúp em bộ này là 89.5. 89.5 giúp em cả nhà. 89.5. 60-65kg mặt dừa. 89.5 cho chế Sang Nguyễn. 89, cái bộ này nãy em lên rồi nè. Bộ này đẹp nè mấy chị.
lên giúp em bộ này là 90.3. Ồ, cái bộ nó giống như cái bộ mã số 88 luôn. Đúng rồi, nó chốt có chị, nó chốt cái sọt không? À, hình như mẫu nó khác. Khác mẫu hả? Mẫu khác. 89.5. Mẫu khác. Nó phối giống nhưng mà mẫu nó khác. Mẫu này đẹp, mẫu này là cổ, có cổ. Đây cả nhà. Đây bộ này rất đẹp nè. Lên giúp em bộ này là 90.3. Chị cân nặng chiều cao bao nhiêu chị Nguyễn Liên? Số ký em đã đọc lên từng bộ rồi đó, tự chị chốt đi. Nãy giờ tự chị chọn size 4 là mẫu nào em lên em đọc số ký thì tự chị chọn. Bây giờ chị muốn mua thì chị lên cân nặng chiều cao. Nếu như đầu thun chị mặc size 2 thì bộ này chị mặc size 3 giùm em nha. Còn nếu như mà bộ đồ thun chị mặc size 3 thì bộ này chị phải lên size 4. 90 em chốt cho chế Hiền Nguyễn. Còn không thì lên cân nặng chiều cao. Mỗi một bộ đồ em lên em đều đọc số ký rất là rõ ràng. Mấy chị phải nghe kỹ để mấy chị chốt chứ. Chốt em bộ này mã số 91. Bộ này rất là đẹp nè, size 3 luôn. 55kg trở lại mặc vừa lên giúp em bộ này mã số 91. Nãy lên bộ này đang thắc mắc sao không thấy chị nào chốt của chị bộ này đẹp. Chị cho em cân nặng chiều cao của chị đi, chị chốt kỹ giùm em nha. Để xuống dưới rồi không vừa xả tới xả lui mất công nha chứ. Nãy là đơn của chị em thấy hình như có nót cái gì rồi đó. Bắt máy hay làm gì á. Đó là chốt kỹ giùm em chị Nguyễn Liên. Chốt kỹ giùm em nha chị, 91 cho chị Nguyễn Thị Là. Còn không thì cho cân nặng chiều cao. Mỗi một bộ đồ em lên em đọc số ký rất là rõ ràng mà mấy chị. 43kg mặt rộng chị ơi. Lên giúp em bộ này nha, 55kg tới 60kg mặt vừa. Em cảm ơn chị Như Ngọc Thập để chốt từ đầu tới cuối xong tới cuối cùng nói với em câu chị mặc không vừa tả ra là hơi không vui nha mấy chế. Chốt em bộ này ha, 55kg tới 60kg mặc vừa lên giúp em bộ này mã số 92. Chốt em 92 cái chị. Lên giúp em bộ này mã số 92. 55kg đến 60kg mặc vừa, chốt em bộ này mã số 92. Ừ. 92 cho chị 92 nha, 92 cho chị Trinh Nguyễn. Ví dụ như em đọc 55-60kg thì ví dụ chị nào 58-59-60kg thì cao từ 1m55 trở lên giúp em. Còn chị nào hơi thấp người thì mình nhỏ cái số ký lại, đó vậy đó, mấy chị trừ hao giùm em nha. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 93. Ví dụ chị nào mà em đọc 58, 59, 60kg mà cao 1m50 thì đừng chốt size 4, chốt lên size 5 giùm em. Bây giờ nó phụ thuộc vào cái chiều cao của mấy chị nữa. Hoặc mình tròn người, hoặc mình có bụng, có ngực gì tí xíu đó, thì tự mình trừ hao tí xíu mấy chị. Với hàng này hàng cũng có nhấn ben. Dài rộng thì cái chị cứ nhấn ben hoặc là vuốt hai bên vô nó rất là dễ. Với hàng thiết kế là nó không có theo một cái form. Hàng thiết kế là cái form của chị phải chuẩn tí xíu. Hoặc cái dáng của cái chị dễ mặc đồ thì cái chị mới mặc được. Còn nếu mà cái dáng mà khó mặc đồ thì về phải điều chỉnh nha, về phải chỉnh lại tí xíu nó mới đẹp. Tại vì bộ đồ người ta may ra là người ta may theo form chung, không có may theo một cái dáng người nào hết. Nên là dáng mình khó mặc đồ thì mình cũng phải chịu khó tí xíu. Còn không mấy chị sợ, mấy chị ngại là đi sửa đồ tốn tiền thì mấy chị đi may. Hoặc là đi ra thẳng ngoài chợ mình lựa, mình chọn trực tiếp, mình thử trực tiếp là chắc ăn nhất. Còn mua hàng online thì cái chị phải chịu nha. Phải chịu là khả năng nó sẽ có khả năng mình phải đi chỉnh sửa hả. Rồi chốt giúp giùm em bộ này hả, 93 hả em? 93.3 cả nhà. Bộ này đẹp nè, dễ thương. 93.3, 55kg trở lại mặt giường. 93.3 nha, 55kg trở lại mặt giường. Chốt em mã số 93. Lên giúp em bộ này là 94. 94 em có size 3 với size 5. 94.3 là 55kg trở lại mặt giường. Và .5 là cho cái chị 60 đến 65kg.
lên giúp em bộ này là mã số 93. 94 lộn. 94.3 là 55kg trở lại mặt dừa, 94.5 là cho cái chị 60-65kg. Chỗ em bộ này là mã số 94. Em có 94.3 và 94.5. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 95. 95.5, 60-65kg mặt dừa, 60-65kg mặt dừa. Thun Mỹ đẹp lắm, chị bận ai cũng khen, không phải sửa đâu. Dáng chị dễ mặc đồ á chứ Hiền, em thấy chị mua hàng là dễ đó. Với lại chị dễ tính nữa, có nhiều chị á là cái dáng khó mặc mà còn khó tính nữa. Không có chịu sửa. Mấy chị cứ sợ chị nào mà lăng tăng là cái chị không có mua hàng online được đâu. Em mua hàng online là em canh cho mấy chị, là em canh đã rất là kỹ rồi, từ chiều cao cân nặng đồ này kia nữa. Còn khi mà người ta bán hàng thiết kế mấy chị không lên cái size, nó hàng thiết kế đa phần nó là hàng resize. Cái chị lên cái chị mua là cứ 55-60kg hoặc 40kg, 40-45kg đến 55kg đến 57kg là cứ vô vậy đó. Mấy chị nhanh thấy cái số ký là vô rồi thì cái chị chốt thôi, vô rồi chốt xong về vừa không vừa rồi bắt đầu là mới tính tiếp cái khúc sau nữa. Nhưng mà em canh cho mấy chị lúc nào em cũng canh kỹ, em canh ở mức tương đối cho mấy chị nha. Về có sửa cũng sửa cực kỳ ít, nó không có làm mất cái form bộ đồ. Rồi chốt giúp giùm em bộ này. Lên giúp em bộ này là mã số 95. Cả nhà 95.5, 60-65kg mặt dừa, 95.5. Lên giúp giùm em bộ này là 96.4, 55kg-60kg mặt dừa, 55kg-60kg mặt dừa. Thun Mỹ này là cái chị mua cái giá này là chưa bằng cái giá sỉ nữa đấy. Sỉ bình thường Thun Mỹ là 170, 180 một bộ. Mình mua có 145.000 à mấy chị, giá rất là mềm luôn, giá lẻ. 95.5 cho chị Thanh Tài Phan, 96.4 cho chị Trinh Nguyễn. Bảy chấm ba, 55kg trở lại mặt dừa, 97.3, 55kg trở lại mặt dừa các chị. 95.5 em hết rồi chị, 97.3, 55kg trở lại mặt vừa, nên mấy chị đẹp nhà em chốt kỹ nha. 95.5 là cho chị Thanh Tài Phan rồi đó chứ. 96.4 là cho chế Trinh Nguyễn, em đang mặc là 97.3. 97.3, 55kg trở lại mặt dừa, chốt em 97.3. Cái chị 65-70kg, 98.6. Cho chị Thúy Trần My Thúy. Ok chứ đẹp. Lên giúp em bộ này là 99.3, 55kg trở lại mặt dừa. Cái này nó có một màu với nó có một bông rồi mấy chị, mà nó ra cỡ chừng 6 kiểu vậy. Nãy giờ mặc cỡ 6 kiểu rồi đó. 99 cho chế Hiền Nguyễn. 97.3, 99.100 chứ. Sao sụp luôn luôn đây chị. 100.3 mấy chị, mã số 100. Về 3 hay 55kg trở lại mặt dừa luôn. Nó thêm mẫu này nữa nè.
số em mã số 100. Đẹp quá chị đẹp. 100.3 nha, 55kg trở lại mặt dừa. Chốt em bộ này mã số 100. Xuất sắc quá chứ. 100. Quay lại giúp em bộ này là mã số 1. 60-65kg mặt dừa. Quay lại giúp em bộ này mã số 1. Mặt vừa lên giúp em bộ này mã số 1. Chốt em mã số 1 với chị mã số 1. Mã số 1 nha. 60-65kg mặt vừa lên giúp em mã số 1. Rồi chốt em bộ này mã số 2. 60-65kg mặt vừa lên giúp em bộ này mã số 2. Mặt vừa lên giúp em bộ này mã số 2. Mã số 2. Số 2 cho chế Sang Nguyễn. Chốt em bộ này mã số 3. 55kg đến 60kg mặt vừa. Chốt em bộ này mã số 3. Ký tới 60kg mặt vừa lên giúp em bộ này mã số 3. 55kg tới 60kg mặt vừa chốt em bộ này mã số 3. 3.4 chị, 3.4. Rồi 4.4. 4.4, 55kg tới 60kg mặt vừa lên giúp em bộ này 4.4 luôn. Chứ Thanh Thúy lấy bộ này luôn nè, chứ Thanh Thúy ơi, bộ này chị chưa có mẫu nè. Thôi cũng đẹp đó. Lên giúp em bộ này là 4.4. 3.3 cho chị Nguyễn Kiều. 55kg, 60kg nha chị Nguyễn Kiều. 58, 59, 60kg thì cao 1m55 trở lên giúp em. Còn ví dụ như chị dưới 1m55 thì tầm khoảng 57kg trở lại. 3.4, 3.4 nha chị Nguyễn Kiều. 4.4 cho chế Thanh Thúy. ba 55kg trở lại mặt dừa. Chốt em bộ này là 5.3. Xe 5 luôn hả? Em có 5.3 với 5.5. 5.3 là 55kg trở lại mặt dừa và 5.5 là 60-65kg. Lên giúp em bộ này em có 2 size, 5.3 và 5.5. Rất là đẹp luôn các chị. Bộ mã số 99 của chị Hiền Nguyễn xả ra đi em. Rồi lên giúp em bộ này cả nha. Ok chị. Ghi lại đi. Ờ ghi lại. Nè chị này chốt áo bà ba mai nhớ. Lên giúp em bộ này là mã số. Mã số 5 phải không? Bộ chị mặc mã số 5 hay mã số 6? 5 nha các chị ơi. Mã số 5, 5.5 em chốt cho chế hoa hồng xanh. Em có 5.3 và 5.5 bộ em đang mặc. Lên giúp em bộ này mã số 5. Chốt em mã số 5 nha. Rồi mã số 6. 6.4 cả nha. 55kg đến 60kg mặt dừa. Lên giúp em bộ này là 6.4. Bộ này đẹp quá. 55kg đến 60kg mặt dừa. Chốt em bộ này là 6.4. Chưa cầm để đây. 6.4 cả nhà. 6.4. 55kg đến 60kg mặt dừa. Rất đẹp luôn nha chị, cái bông đẹp quá. Lên giúp em bộ này là 6.4. Em chào chị Siso. Rồi chốt em bộ này là 7.4. Bộ này 52 đến 57kg mặt dừa. 52kg đến 57kg lên giúp em bộ này là 6.4. Bộ này form nó gọn. Bộ này 52kg đến 50. Bộ này là 7.4. 7.4 nha cả nhà. 52kg đến 57kg mặt dừa. 52kg đến 57kg mặc vừa lên giúp em bộ này là mã số 7. 7.4 giúp em. 7.4. Chốt em 7.4.
8.3, 55kg trở lại mặt dừa. 55kg trở lại mặt dừa, lên giúp em bộ này là 8.3. Cả nhà mình ơi, 55kg trở lại mặt dừa, chốt em 8.3. Để thưa qua khói bi nha mấy chị, đẹp đen mà lên với bi là xuất sắc. Chốt em là 8.3, 55kg trở lại mặt dừa 8.3. Y bộ sơ mi đẹp quá, 9.4, 55kg đến 60kg mặt dừa 9.4. Chốt em 9.4, rất là đẹp đó chị. 9.4 giúp em ha, 9.4 đẹp nha mấy chị. 55kg đến 60kg, chốt em bộ này là 9.4. Thời của mấy trái trên ăn nguyên một cọc 9.4, 9.4 cho trái Nguyễn Trân. 10.3 cả nhà, 10.3, 55kg trở lại mặt giường 9.4 em hết à. 10.3, 55kg trở lại mặt giường chốt em 10.3. Quá đẹp, 10.3 nha cả nhà, 10.3, 55kg trở lại mặt giường chốt em 10.3. Mười chấm ba, 55kg trở lại mặt dừa chốt em 10.3. Ôi đẹp quá, 11.3, 11.3 đẹp xuất sắc, 11.3, 55kg trở lại mặt dừa 11.3. Mười một chấm ba cả nhà, 55kg trở lại mặt dừa chốt em 11.3. Còn bộ hả? Bộ sơ mi 9.4. Ừ nó đó giống nè. 9.4 chốt cho chế Thu Lê, em chốt chế bộ này nha chế Thu Lê, em còn được bộ nè. Ok, 9.4 chế Thu Lê có nha, 11 chốt cho chế Hiền. 11 em chốt cho chế Hiền. Chế Thu Lê có bộ sơ mi nha chị, 55kg đến 60kg nha. Chốt em bộ này mã số 12, 12.4 luôn. 12.4 cũng là bộ sơ mi luôn, 55kg đến 60kg mặt dừa. Rồi chốt em bộ này cả nhà, mã số 12. 12.4, 55kg đến 60kg mặt dừa. Bộ sơ mi rất đẹp luôn. Chốt em mã số 12. 12.4, 55kg đến 60kg mặt dừa 12.4. Rồi 13.3, 55kg trở lại mặt dừa 13.3. 13.3. Chế Băng Duyên ơi, có size của chế nè, chờ em xíu đi. Bình thường chế mặt bên em size 6 đúng không? Bộ này chế mặt size 7. Size 7 em còn được 2-3 bộ đẹp đẹp không nè. Nãy giờ chờ mới chế size 7 nè. Size 6 thì hiếm, chứ size 7 là ok. Bình thường chế mặt bà ba đồ bộ bên em size 6 thì bộ này chế mặt size 7 nha. 75kg. Đó sau lưng em á, sau lưng em là nguyên cọc size 7 đó. 12.4 cho chế Sang Nguyễn. Cọc sau lưng em nè. Ừ đúng rồi. Hay quá ta. Ok chế Thu Lê. Chế Thu Lê đơn của chế Thu Lê hồi chiều có dặn mấy bạn chốt đơn dồn không chế? Có dặn thì ngày mai mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn, chị cứ nói nha. Rồi mấy bạn nhà em dồn cho. Đây chế Băng Duyên ơi, chốt đi đẹp lắm. 70-75kg đây, 75-76kg nè. Bộ này 71-72kg đến 76-77kg trở lại là ok đó. Chế 75kg là chế mặt bộ này là bao đẹp luôn nha. Chốt em bộ này là 13.7. Phải không? Dạ.
13.7 cả nhà, 13.7. Bộ mà phối với quần đen là em rất là ít nha, nên chị nào đúng size thì lấy đi để hết. Rất là đẹp. Chốt em bộ này 13.7 nha, 71-72kg đến 75-76. Chị nào cao cao gọn gọn người thì 77kg trở lại. Rồi 14.7 luôn. Đẹp quá. 14.7 giúp em luôn nha, 14.7, đẹp chưa? Thun Mỹ mà phối với mango. Cái chị mặc rất là gọn người nha, dễ là siêu đẹp. Càng tròn người mặc càng sang. Lên giúp em bộ này 14.7. Rồi 15.7. 15.7. Bộ này nó rồi 16.7. Rồi đó em có nhiêu kiểu đây đó chị. 16.7. 16.7 nha, 16.7. 16.7, 16.7. Bộ xanh mà size của chị hả? Bộ xanh size của chị nãy em có lên nè. Bộ này có size 5 không Quyên? Nè chế Thanh Hoa. Chế Thanh Hoa lấy bộ này đi. Bộ này có size của chị nè, bộ màu xanh nè. Kiểu này chị cũng chưa có nè. Đây, rất đẹp, 60-65kg. Lên giúp em bộ này là mã số 18 luôn đi. 18.5. Đây chứ. Bộ này em có size 3 với em có size 5, bộ 3, bộ 5. 18. Chốt em bộ này 18.18. À chị 65kg trở lên hả? 65kg trở lên chắc không có quá chứ. Size 6 hả? Cái này size 5 mà, cái này 60-65kg à. Bộ này size 5 mà. Size 6 ở đây giờ không thấy rồi chứ ơi. Size 6 hơi bị hiếm rồi. Size 6 hơi bị hiếm luôn á chị, bao nhiêu ký? Chị cho em con nặng chiều cao đi, chị Nguyễn Thanh Hoa ơi, cho chính xác con nặng chiều cao đi để em biết em tư vấn. Rồi bộ này 60-65kg mặc vừa, lên giúp em bộ này mã số 19. 19.5. 19.5. Ông chế phải cho em con nặng chiều cao chế mặc vừa không? Chốt em 19.5 nha cả nhà. Bình thường chị mặc bên em size số 4 á. Đồ bộ, đồ bà ba, đồ á, đồ thun xưởng nhà em mà chị mặc size số 4 thì bộ này chị mặc size số 5 mới vừa. Còn nếu bình thường chị mặc nhà đồ bộ nhà em mà size 5 thì bộ này chị phải mặc size số 6. Rồi lên giúp giùm em bộ này là mã số 19 các chị. Em có 19.5, 60-65kg mặc vừa. 19.5. Chốt em 19.5. Rồi 20 20.4 20.4. 55kg, 60kg mặc vừa. Chốt em 20.4. 55kg, 60kg. Chị nào hơi thấp người thì 57kg trở lại. Chốt em bộ này là 20.4. Giúp em nha, 20.4. Rồi 21.5. 21.5, 20.4 cho chị Nguyễn Kiều. 21.5 cái chị. 21.5, 60-65kg mặt vừa. 21.5 rất là đẹp luôn. 60-65kg mặt vừa, 21.5. 21.5. Em chốt cho chế Hồng Lê. Em có size 3, size 5 và size 7. Còn size 4. Hết 4 rồi. Em có 3, 5, 7 cả nhà ơi. Như hết 4, hết 6 rồi. Đúng không?
chị đẹp chỉ còn thay xay luôn này. Như là vậy á. C7. Ờ như C7 với ừ. Cái đó dưới C4 hay C6? C7. C6 nhất là chiều đó là sáng. Đó cái C4. À C6 vậy là còn. Giờ bộ này em còn C6 nè. Nhưng mà chị mặc vừa không? Bộ đó 60-65kg, chị Nguyễn Thanh Hoa mặc vừa không? Bộ này em có size 3, size 5, size 6 và size 7 nè các chị. Size 3, size 5, size 6 và size 7 nè. Các chị đôi chốt giúp em bộ này. Bộ này em có size 3, size 5, size 6 và size 7. Tại chị dặn em là 65kg trở lên mua cho chị. Rồi chị mặc vừa đúng không? Bộ đó size 5 ha. Rồi ok em lấy cho chị bộ xanh đó. Bộ xanh cổ vuông nãy bộ số 18. Ừ đúng rồi. Bộ giống rồi đó. Em biết là bà chị rồi, nhưng mà bộ đó ý em nói là nó chỉ có 60-65kg thôi, nó là size 5. 60-65kg nha. Rồi chốt giúp giùm em bộ này nha cả nhà, bộ này rất đẹp luôn nè. Bộ này hồi chiều em bán cũng nhiều luôn. Bộ này size cho cái chị là em có size 3 là 55kg, size 5 là 60-65kg, size số 6 là 65-70kg và size số 7 là 70-75kg. Lên giúp em bộ này là mã số nhiều người ta 22. Chốt em là 22.3, 22.5, 22.6 và 22.7. Chốt em mã số 22 nha các chị, 22. Rất là đẹp ạ. À. 22. Đây em quan chi đi. Dạ, em lấy ở bên đây cho. Cho chị cái một bắt đây. Đây. 22.5 cho chế hoa hồng xanh. cả nhà 23.4. 55kg đến 60kg mặt dừa. 23.4 ạ. À. 23.4 các chị. 55kg đến 60kg mặt dừa. Không, 73.6 chị Uyên Phan không có, chị Uyên Phan được dự bị chứ không có được chốt được. Chị lấy cái bộ đen này không? Bộ đen này em có size 6 nè. Bộ đen em mới cởi ra nè, chế viên phan. Bộ này em còn size 6 nè. Chị chốt thì lên giúp em là 22.6. Bộ này mã số 22. Bộ này em có size 6 là 65-70kg. Bộ này phối với quần đen nè. Bộ này đẹp nè chị. Bộ này nó phối cái họa tiết đẹp. Chị lên giúp em 22.6 đi chế viên phan em lấy cho. Chị lấy thì lên giúp em 22.6 nha. Cho chế viên phan. Cả nhà. 24.4. 55kg đến 60kg mặt dừa. 24.4. Đẹp quá. 24.4 cả nhà ơi, 24.4. Ừ, chiều bán xe 5 nhiều lắm. Bán xe 5, chiều bán xe 5 nhiều. 55kg đến 60kg mặt dừa lên giúp em 24.4 hả? 24.4 cả nhà ơi, 24.4. Đây có hai bộ này xem.
Rồi 25.5 giúp em. Đẹp quá. 25.5 cái chị 60-65kg mặt giường. Bộ này đẹp quá đẹp. Thiết kế đẹp. 25.5 cả nhà, 25.5, 60-65kg mặt giường. 25.5. Chốt em 25.5 nha, 25.5, 60-65kg mặt giường. 25.5. Hai sáu chấm năm. Con này đẹp nè mấy chị, con này khói đẹp. 26.5. 60-65kg mặt vừa. Chốt em bộ này 26.5. 26.5 ha, 60-65kg mặt vừa. 26.5. Rồi 27.4. 26.5 cho chế Sang Nguyễn. 27.4. Cả nhà. 55kg đến 60kg mặt giường. 55kg đến 60kg mặt giường lên giúp em bộ này là 27.4. 27.4. Hai mươi tám chấm năm. Bộ này đẹp nè cả nhà, màu đỏ này đẹp nè mấy chị, bông cũng đẹp. 28.5. 60-65kg mặt dừa. Chốt em bộ này 28.5. 27.4 cho chị Cẩm Ngoan. 55kg đến 60kg cho chị Cẩm Ngoan lên. Nếu là chị là khách mới thì chị chịu khó lên giúp em cân nặng chiều cao. Em cân size lại cho chị nha. Đây chắc em. Chốt cho em bộ này cái chị 28.5. Rất là đẹp luôn. 60-65kg mặt giường. 28.5. Rất là đẹp, cái màu đỏ đẹp quá. 28.5. Rồi 29.3. 55kg trở lại mặt giường. 29.3. 29.3, 55kg trở lại mặt giường. 29.3. 29.3, 55kg trở lại mặt giường. 29.3. 30.4 cả nhà, 30.4. 55kg đến 60kg mặt giường. Chốt em bộ này là 30.4. 30.4, 55kg đến 60kg mặt giường. Lên giúp em bộ này là 30.4. Đẹp quá, bộ này rất đẹp. Vậy là size 4 chốt bộ này. Cái like này lên lại cái like mới nha mấy chị.